chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh Phong Thủy Sa Cát. Quý vị thân mến, vẫn trên đà khởi sắc, 2023 sẽ là năm mà người tuổi Sửu gặt hái được khá nhiều thành công cả ở trong sự nghiệp và tình yêu. Dù khó tránh khỏi một vài trở ngại khi các hung tinh xuất hiện, nhưng nhìn chung đương số được quý nhân phù trợ vượt qua khó khăn khá dễ dàng. Chi tiết trên các phương diện như sau. 1. Tử vi công danh sự nghiệp tuổi Sửu 2023. Quý Mão được nhận định là một năm phát triển hài hòa với người tuổi Sửu ở phương diện công danh sự nghiệp. Tiếp đà từ năm trước đó, con giáp này vẫn đang duy trì được phong độ ổn định, nỗ lực bỏ ra nhìn chung đều có thu hồi tốt. Cả cơ hội và thách thức song hành, chỉ cần bạn làm tốt thì chắc chắn sẽ gặt hái thành quả tương xứng. Đặc biệt, được sao dịch mã động tinh chiếu mệnh, đây là dấu hiệu cho thấy trong năm có sự dịch chuyển hoặc thay đổi môi trường làm việc. Đó sẽ là cơ hội để rèn giũa bản thân khá tốt, bạn không nên bỏ lỡ nếu được giao nhiệm vụ. Năm nay đề cao sự xông xáo, tức bản mệnh càng chủ động, dám nghĩ dám làm thì càng dễ tiến xa. Con giáp này được thúc đẩy tinh thần nên có thể đưa ra khá nhiều quyết định táo bạo, ảnh hưởng tích cực đến con đường phát triển sự nghiệp phía trước. Cũng sẽ có những lúc bạn cảm thấy mọi việc diễn ra quá nhanh, chẳng lúc nào được ngồi yên một chỗ mà thường phải chạy đôn chạy đáo lo việc. Nhưng hãy yên tâm, cái gì cũng có giá của nó, cứ nhiệt tình phấn đấu, ắt có ngày thu về thành quả lớn. Nếu dám thoát khỏi vùng an toàn của mình, dám chấp nhận thử thách cho dù kết quả nhận được có là gì, bạn sẽ thấy mình không chỉ tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm quý giá mà còn có thể đứng vào hàng ngũ những người có tầm ảnh hưởng tại cơ quan. Thêm nữa, các mối quan hệ nuôi làm việc của bạn cũng khá tốt đẹp trong năm 2023. Bên cạnh bạn luôn có những người đồng nghiệp nhiệt tình và tốt bụng, sẵn sàng chia sẻ và hỗ trợ bạn khi được yêu cầu. Khi cần, đừng ngần ngại sử dụng sức mạnh tập thể, đó sẽ là cách để bạn đi nhanh hơn. Và những gia chủ tuổi Sửu cần luôn mang theo bên mình kim bài thái tuế và linh phù giải hạn để được may mắn và chiêu tài lộc trong năm 2023. 2. Tử vi tài lộc tuổi Sửu năm 2023. Xem tử vi 2023 thấy rõ, công việc trong năm suôn sẻ tất nhiên cũng sẽ kéo theo tài lộc tăng tiến. Người tuổi Sửu chắc chắn sẽ nhận được những trái ngọt về tài chính trong năm này. Với việc đưa hai tài tinh là thiên tài và thực thần chiếu mệnh, bản mệnh có nhiều lộc lá thu về, kinh doanh thuận lợi, buôn may bán đắt. Các hoạt động cầu tài diễn ra trong năm khá thích hợp, khởi sự tốt đẹp đúng như mong muốn của tuổi Sửu. Đặc biệt, người kinh doanh buôn bán được dự báo là sẽ có nhiều vượng khí hơn hẳn. Trong khi đó, người làm công việc cố định hoàn toàn hài lòng với mức thu nhập hiện tại từ công việc chính của mình. Trong năm này, cơ hội kiếm tiền khá nhiều, đôi lúc còn ập tới cùng lúc, khiến tuổi Sửu choáng ngợp và lúng túng vì không biết nên bắt đầu từ đâu. Cơ hội nhiều và có sẵn, vậy nên vấn đề của bạn là tìm hiểu xem đâu là thứ phù hợp nhất với mình, chớ nên ôm đồm nhiều việc cùng lúc, tham quá hóa thâm. Việc hợp với người khác chưa chắc bạn cũng đã thành công nếu làm theo. Chỉ cần bình tĩnh suy nghĩ một chút, bạn hoàn toàn có thể tìm ra hướng đi phù hợp để bắt đầu. Có rất nhiều điều kiện thuận lợi để Sửu thu về tiền túi, song dù có nóng lòng muốn gia tăng tài sản đến đâu, bạn vẫn nên tính toán đến tính hợp lý và an toàn. Làm gì cũng phải toan tính cẩn thận, đánh giá tình hình khách quan và khôn ngoan hơn, kẻo cơ hội đến nhưng bản mệnh lại chịu thiệt vì sự nóng vội của bản thân. Và những gia chủ tuổi Sửu cần luôn mang theo bên mình kim bài thái tuế và linh phù giải hạn để được may mắn và chiêu tài lộc trong năm 2023 Quý Mão. 3. Tử vi tình duyên tuổi Sửu 2023. Ngũ hành bản mệnh tương sinh với ngũ hành năm dự báo về một năm nhân duyên rộng mở, hạnh phúc đong đầy với người tuổi Sửu. Người độc thân được vận khí hậu thuẫn để sớm cải thiện tình trạng hiện tại của mình. Cơ hội không thiếu nhưng thành bại lại phụ thuộc vào việc bạn có chịu mở lòng đón nhận hay không. Tất nhiên bạn vẫn cần thời gian tìm hiểu và xem xét cẩn thận về đối phương nhưng đừng quá khắt khe kẻo bỏ lỡ người thật sự quan tâm tới mình. Đặc biệt là trong năm có dịch mã thôi thúc sự dịch chuyển, đi lại, rất có thể con giáp này cũng đón nhận mối quan hệ bất ngờ trong các chuyến đi đó. Nếu có cơ hội, hãy thử trải nghiệm du lịch một mình hay lên kế hoạch cho một chuyến dã ngoại thư giãn đầu óc, vì biết đâu nhân duyên mà bạn vẫn luôn tìm kiếm lại xuất hiện ở những dịp như vậy. Việc có người đồng hành chung bước sẽ khiến bạn thêm hăng hái phát triển bản thân, nên cũng hãy cứ thử cho đôi bên cơ hội xem sao nhé. Với người đã có đôi, năm 2023 sẽ là giai đoạn để hai bạn củng cố mối quan hệ của mình. Một số bạn có thể đi tới quyết định hôn nhân khi thấy mình cảm thấy đã chín muồi. Cũng vẫn có những bất đồng còn tồn tại, nhưng quan trọng là cả hai học được cách bao dung và chia sẻ với nhau để cùng tiến tới một nấc thang mới. Các cặp vợ chồng hiếm khi xảy ra cãi vã, nếu có thì cũng chỉ xoay quanh vấn đề thường nhật, mức độ không quá nghiêm trọng nên mọi thứ trôi qua khá nhanh.
Tuy nhiên, do có sao quả tú chủ về những suy nghĩ hỗn loạn, tâm lý phẫn uất chiếu mệnh, nên nếu giữa vợ chồng không có sự nhường nhịn nhau thì mâu thuẫn dồn nén lâu ngày sẽ bị đẩy lên cao trào, ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình. Và những gia chủ tuổi Sửu cần luôn mang theo bên mình kim bài tài tuế và linh phù dài hạn để được may mắn và chiêu tài lộc trong năm 2023 Quý Mão. 4. Tử vi sức khỏe tuổi Sửu năm 2023. Phương diện sức khỏe của tuổi Sửu trong năm này vẫn cần được chú ý nhiều hơn. Sao dịch mã khiến bản mệnh thường xuyên phải đi lại, chạy ngược chạy xuôi giải quyết công việc, nên ảnh hưởng phần nào tới thể trạng. Nếu xảy ra áp lực tinh thần thì mọi chuyện sẽ càng thêm rối ren. Điều quan trọng nhất là bạn cần thời gian nghỉ ngơi và cân bằng lại trạng thái tinh thần. Trong năm hãy dành ra các khoản thích hợp giúp cơ thể được sạc lại pin. Bên cạnh bản thân, con sắc này cũng nên quan tâm tới sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Trong năm có hung tinh, điếu khách chiếu mệnh, chủ về tang sự, bạn cũng nên chú ý vấn đề này. Và những gia chủ tuổi Sửu cần luôn mang theo bên mình kim bài tài tuế và linh phù dài hạn để được may mắn và chiêu tài lộc trong năm 2023 Quý Mão. Dự đoán tử vi hàng tháng năm 2023 của tuổi Sửu. 1. Tử vi tháng 1 năm 2023 âm lịch. Trong tháng riêng, sự nghiệp của người tuổi Sửu có thể phải đối mặt với nhiều áp lực nhất định. Những yêu cầu có phần khắt khe từ cấp trên khiến bạn tốn thời gian để làm quen và thích nghi, ảnh hưởng tới khả năng thể hiện năng lực của mình. Tài lộc có sự tăng tiến nhưng chi tiêu cũng tăng lên. Nếu không căn ke và quản lý tiền bạc hợp lý, bạn rất dễ gặp áp lực cả về mặt tài chính. Tháng này cũng không thích hợp tham gia đầu tư, nhất là về lĩnh vực bất động sản. Bù lại, cung đào hoa trong tháng rộng mở, con giáp này nếu còn độc thân dễ gặp được người khác phái phù hợp với yêu cầu của bản thân. Đôi bên đều có ấn tượng tốt về nhau. 2. Tử vi tháng 2 năm 2023 âm lịch. Đây là tháng tuổi Sửu có thể chịu nhiều áp lực về kinh tế, tài chính eo hẹp, nhắc nhở bản mệnh cần có những tính toán thận trọng. Đặc biệt, con giáp này chớ nên tham gia đầu tư mạo hiểm hay nghe theo lời rủ rê. Tình hình sức khỏe cũng có thể gặp phải những bất lợi nhất định. Có hung tinh nhập mệnh, Sửu có thể bị va quệt, tai nạn, thương tổn thân thể. Tháng này cũng nên chú ý lời nói và hành động kẻo gây ra xô xát, đánh nhau. 3. Tử vi tháng 3 năm 2023 âm lịch. Trong tháng 3 năm 2023, tuổi Sửu chưa có nhiều sự đột phá trong công việc. Cạnh tranh vẫn khá cao, bạn phải tự thân vận động và nỗ lực nhiều hơn, chứ không thể dựa dẫm vào bất cứ ai. Đối thủ cũng có thể gây nhiều bất lợi, bạn nên chuẩn bị tâm lý cho mọi tình huống. Tháng này cũng sẽ đề cao sự dứt khoát, nếu có cơ hội phát triển, bạn chớ nên chần chừ, có như vậy mới không bỏ lỡ những cơ hội có lợi cho mình. 4. Tử vi tháng 4 năm 2023 âm lịch. Vận trình tuổi Sửu đã có nhiều sự thăng tiến hơn trong tháng 4 này. Các dự án hợp tác, đánh giá chất lượng đều gặp nhiều thuận lợi. Mối quan hệ xã giao tốt đẹp đem đến cho bạn không ít cơ hội ngon ăn. Những người đang trong quá trình xin việc, tìm việc cũng sẽ nhận được sự quan tâm, nâng đỡ của quý vị, đạt được điều mình mong muốn. 5. Tử vi tháng 5 năm 2023 âm lịch. Bạn vẫn giữ được phong độ phát triển từ tháng 4 trước đó, nhưng sẽ không còn suôn sẻ một bề như trước, bởi đối thủ cạnh tranh sẽ không dễ gì để bạn vượt qua. Tháng này tuổi Sửu có thể thấy cơ hội không còn chỉ dành cho riêng mình. Điều này đòi hỏi bạn tăng tốc và nỗ lực nhiều hơn để không đánh mất lợi thế. Cũng trong tháng này, bạn có thể sẽ phát sinh thêm nhiều khoản chi tiêu ngoài dự tính, có thể là vấn đề liên quan tới gia đình hoặc các chi phí sinh hoạt. Về tình cảm, tuổi Sửu đón đào hoa trong tháng 5, sẽ có những cảm xúc ngọt ngào đáng nhớ, người độc thân cũng gặp được người phù hợp, nhiều điểm chung. 6. Tử vi tháng 6 năm 2023 âm lịch, tuổi Sửu có thể vấp phải những biến động trong sự nghiệp, rất tiếc là đều theo chiều hướng tiêu cực. Công việc của bạn không quá suôn sẻ, nguyên nhân cũng do cái tính bướng bỉnh và cứng đầu của bản mệnh. Thậm chí bạn có thể gặp xích mích trong nội bộ, ảnh hưởng ít nhiều đến tinh thần làm việc. Tháng này sẽ không thích hợp để tiến hành các dự án liên quan tới bất động sản, dễ bị thua lỗ do thị trường biến động hay bị tiểu nhân lừa lọc. Con giáp này vẫn có những cơ hội kiếm tiền trong tháng, nhưng không quá rõ ràng. Nếu bạn chủ động tranh giành thì sẽ có phần thắng, nhưng cũng không nên bốc đồng hay bất chấp tất cả, kẻo được thì ít mà thua lỗ thì nhiều. 7. Tử vi tháng 7 năm 2023 âm lịch. Trong tháng 7, tuổi Sửu đón đào hoa ngập lối, chuyện tình cảm có những bước tiến bất ngờ. Dù là người độc thân hay người đã có đôi, hãy cứ chuẩn bị cho những tin vui trước mắt. Không chỉ tình cảm, phương diện tài lộc cũng có thu hoạch nhất định. Sự uy tín đã giúp bạn tạo dựng vị thế vững chắc trên thị trường, giữ được nguồn khách hàng ổn định. Tuy nhiên, cạm bẫy và lừa đảo vẫn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, bạn vẫn nên tỉnh táo và sáng suốt khi đưa ra quyết định. 8. Tử vi tháng 8 năm 2023 âm lịch.
Nếu là người đang trong quá trình phấn đấu cho sự nghiệp cá nhân, chờ đợi một cơ hội để được thăng quan tiến chức, tháng này bạn có thể chiếm được ưu thế rõ ràng, rất có lợi cho đường tiến thân sau này. Các dự án đòi hỏi có sự hợp tác cũng sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ và tiến hành trôi chảy hơn trong tháng, hiệu suất nhiều khi vượt cả mong đợi của bạn. Ngoài ra, nhân duyên của tuổi Sửu cũng có dấu hiệu rộng mở trong tháng, có thể giải quyết được một số khúc mắc từ trước đó. Nhiều người có mở rộng mối quan hệ, giao lưu các bạn nhiều hơn và đặc biệt là những người có chung lý tưởng. 9. Tử vi tháng 9 năm 2023 âm lịch. Tuổi Sửu có thể khá đau đầu khi chưa tìm ra được cách giải quyết cho những xích mích với đồng nghiệp trong tháng này. Điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần làm việc của bạn, hiệu suất cũng có thể vì thế mà sụt giảm. Nếu bạn không xử lý ổn thỏa, cấp trên sẽ có thể can thiệp và vấn đề sẽ không đơn giản như hiện tại. Bù lại, tháng này mặt tâm lý của tuổi Sửu cũng trở nên vững vàng hơn, nhất là trong chuyện tình cảm cá nhân. Những tổn thương quá khứ không còn là nỗi dằn vặt với bạn, con giáp này càng thêm trân trọng cuộc sống của bản thân. 10. Tử vi tháng 10 năm 2023 âm lịch, tuổi Sửu nên tăng cường học hỏi, bồi dưỡng kiến thức để nâng cao chuyên môn của bản thân trong tháng 10 này. Có như vậy bạn mới không bỏ lỡ những cơ hội phát triển trong sự nghiệp. Đôi khi cơ hội tới nhưng bản thân lại chưa đủ năng lực để đón nhận, cuối cùng bỏ lỡ rất đáng tiếc. Những người kinh doanh nên kiềm chế lòng tham và ham muốn của mình, đừng tham gia vào những lĩnh vực mình không chắc chắn. Đầu tư mạo hiểm có thể sẽ thu được món lợi không nhỏ, nhưng rủi ro kèm theo cũng rất lớn. 11. Tử vi tháng 11 năm 2023 âm lịch. Đây sẽ là một tháng có nhiều thu hoạch bất ngờ với tuổi Sửu, đặc biệt là phương diện tài chính. Bạn có nhiều cơ hội hợp tác với khách hàng tiềm năng và phù hợp với chiến lược mà bạn muốn hướng tới. Hiệu quả công việc được nâng cao cũng sẽ kéo theo thu nhập khởi sắc. Nhưng dù có nhiều tiền đến đâu, bạn cũng không nên vội vàng, dấn thân vào những dự án đầu tư mà bản thân chưa có nhiều kinh nghiệm. Đừng chỉ nhìn vào cái lợi trước mắt mà mơ đạt được lợi nhuận cao, trong khi bản thân không cần phải bỏ ra quá nhiều công sức. Nếu không cẩn thận, bạn không chỉ có nguy cơ thua lỗ mà còn có thể vi phạm pháp luật, dẫn đến rắc rối không đáng có. 12. Tử vi tháng 12 âm lịch. Tháng này tuổi Sửu có tâm lý muốn phản kháng, chống đối lại những quy định nghiêm ngặt tại nơi làm việc. Bạn cho rằng chúng đang kìm hãm sự phát triển của bản thân và bày tỏ thái độ rõ ràng. Bạn có thể đề bạt ý kiến với cấp trên, nhưng cũng nên chú ý thái độ của bản thân, chớ nên vượt quyền. Lưu ý rằng trong tháng này có hung tinh chiếu mệnh, bạn không nên chơi bài bạc đỏ đen hoặc tham gia đầu tư mạo hiểm, nếu không cũng gây ra những tổn thất nhất định. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa xét xong là số tử vi của những gia chủ tuổi Sửu trong năm 2023 Quý Mão. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.